Cho trục trặc một chút kỹ thuật, mong tất cả quý vị và nhân dân chúng ta thông cảm, và một tràng pháo tay thật lớn của tất cả quý vị ạ. Và các khúc múa vào chùa xin phép được bắt đầu này ạ. Thank you.
câu lạc bộ phụ nữ thôn Hàm Hy rất là nhiều. Và một tràng pháo tay thật lớn của tất cả quý vị dành cho câu lạc bộ phụ nữ thôn Hàm Hy ạ. Kính thưa quý vị thân mến, kính thưa toàn thể nhân dân, như chúng ta đã thử nghe những ca từ rất thân quen, những đồng sen, những dòng sông lấp lánh trăng sao, những xóm thôn đồng sen trải rộng, nhịp cầu tre lắt nẻo dòng kênh, in dáng hình người con gái quê tôi. Và đó cũng là những ca từ trong bài hát Những Cô Gái Đồng Bằng Sông Cửu Long sáng tác.